Chào các bạn tin nhanh 24/7. Honda Airblade thêm phiên bản mới, bổ sung chìa khóa thông minh. Phiên bản nâng cấp mới của mẫu xe Honda Airblade 125 thay tem và màu sắc cho phiên bản tiêu chuẩn, thêm chìa khóa thông minh cho phiên bản cao cấp. Honda Airblade 125 phiên bản nâng cấp có thiết kế là không khác biệt gì mấy so với trước đây. Điểm mới nhất của mẫu xe này là thay phiên bản thể thao thành phiên bản tiêu chuẩn, đổi màu sắc và tem xe mới. Trong khi đó, phiên bản cao cấp cũng có chút thay đổi về màu với cái màu đỏ, xanh và đen. Và phiên bản đen nhám Black Edition trước đây được thay tem và đổi thành phiên bản kỷ niệm 10 năm có mặt của xe Airblade ở Việt Nam. Lốc máy thay từ màu đen thành màu bạc giống như phiên bản cao cấp. Nâng cấp đánh giá nhất trên chiếc Airblade mới là sự bổ sung chìa khóa thông minh Smart Key. Chìa khóa này có hai chức năng: mở và tắt xe từ xa và xác định vị trí, tương tự với những mẫu xe Leader mới. Loại chìa khóa trên chiếc BZ hay là S-Mode hay là SX có thêm tính năng chống giật, sẽ báo động khi có tác động ngoại lực lên xe. Các thông số kỹ thuật vẫn không gì thay đổi, với lớp trước 80/90, lớp sau 90/90, kết hợp với cái vành ba chấu kép kích thước 14 mình. Khối lượng trên xe 110kg, chiều cao yên 777mm. Được bổ sung thêm Smart Key. Điểm khác biệt nhỏ trên cụm đồng hồ là đèn báo chìa khóa. Động cơ của mẫu xe tay ga này vẫn giữ nguyên là loại ESP 125 khối, phun xăng điện tử cho công suất 8.4kW tại vòng tua máy 8.500 phút và mô men xăng 11.26 L tại 5.000 phút, dung tích bình xăng 4.4 lít. Với nâng cấp chìa khóa thông minh mới, cái giá xe Airblade phiên bản cao cấp đã tăng từ 40 triệu đồng lên thành 40,5 triệu đồng. Cái bảng sơn từ tính cũng tăng giá lên từ 41 triệu đồng lên thành 41,5 triệu đồng. Phiên bản kỷ niệm 10 năm màu đen nhám có mức giá cao nhất 42 triệu đồng. Một số hình ảnh khác của mẫu xe Honda Airblade phiên bản nâng cấp mới. Tem và phối màu mới trên phiên bản tiêu chuẩn thay cho phiên bản thể thao trước đó. Sự thay đổi màu mới có trên phiên bản cao cấp nằm ở phần nhựa nối từ cái cụm đồng hồ đến yên. Tem xe cũng có chút khác biệt. Phiên bản đỏ đen cao cấp trước đây cũng được đổi thành phiên bản kỷ niệm 10 năm. Tem xe chữ mới, lốc máy chuyển từ màu đen sang màu bạc. Cảm ơn bạn đã theo dõi này là trực tiếp, nhớ like, share, subscribe.